âm thanh thông báo bắt buộc phải có tại các điểm du lịch. Nhu cầu đi tham quan du lịch là nhu cầu tất yếu và cũng là sở thích của nhiều gia đình. Mùa du lịch đang đến cũng là lúc ban quản lý các khu du lịch di tích đau đầu tính toán phương án đón tiếp du khách từ khắp nơi đổ về sao cho thật chu đáo và an toàn. Hiện nay, rất nhiều di tích tham quan và khu du lịch chưa được lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo nên việc đón tiếp khách du lịch còn nhiều bất cập và phiền toái. Tại một số điểm du lịch, lễ hội, tình trạng quá tải, ùn tắc là khá phổ biến. Hình ảnh quen thuộc là đoàn người chen chúc nối đuôi nhau di chuyển theo kiểu điền vào chỗ trống. Du khách thập phương đổ về mang theo hành lý, đồ lễ càng làm khung cảnh trở nên hỗn loạn. Cũng từ đó mà nảy sinh ra nhiều vấn đề trong khâu đảm bảo an ninh và an toàn như lạc mất trẻ em, móc túi, mất hoặc quên đồ, ùn tắc bãi đỗ xe, ùn tắc các lối tham quan. Một số nơi còn xuất hiện cờ bạc lừa đảo. Trong những ngày tháng cao điểm du lịch, dù cho ban quản lý đã nỗ lực làm hết sức mình nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Do lực lượng nhân viên có một mà người đông gấp trăm gấp nghìn lần. Đến khu di tích hay lễ hội, du khách thì không biết nội quy, bản đồ thì không xem được vì khuất tầm mắt nên chả biết đi đường nào cho đúng. Nhân viên thì bị vùi lấp trong biển người nên đi tìm như mò kim đáy bể. Sức khỏe của cả khách lẫn nhân viên đều ảnh hưởng vì gào thét trong đám đông cả ngày. Nhu cầu tế nhị như đi toilet cũng không tìm được hướng vì bị vây trong biển người. Số lượng người ùn kéo về khiến mạng di động cũng bị nghẽn không liên lạc được. Hãy thử đặt tình huống gia đình bạn không may có trẻ em bị lạc mới thấy vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Một hệ thống âm thanh thông báo hiện đại sẽ giải quyết tất cả những vấn đề nêu trên. Âm thanh thông báo sẽ phát ra âm thanh cho du khách biết đường lên khu di tích di chuyển như thế nào, đi đường nào để tránh bị quá tải, xếp hàng ra làm sao. Âm thanh thông báo sẽ phát thanh những nội quy khi vào khu di tích, cảnh báo lừa đảo, móc túi, trộm cắp. Âm thanh thông báo còn phát âm thanh trực tiếp điều hành nhân viên tới hỗ trợ du khách khi cần. Trong trường hợp có trẻ em bị lạc, âm thanh thông báo có thể phát thanh hướng dẫn cha mẹ và người thân đến nhận lại con em mình. Âm thanh thông báo còn có thể phát những bản nhạc tĩnh tâm đủ nghe, nhờ đó tạo nên sự thanh tịnh cho cảnh quan khu di tích. Có nhạc nền, du khách không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật, mà tai còn cảm nhận được sự thanh tịnh yên ả, xa rời cuộc sống vội vã thường ngày. Hiện nay, ở nhiều điểm du lịch lễ hội đã có hệ thống loa nhưng chất lượng không cao và không hiệu quả. Hệ thống loa chất lượng thấp chỉ kết nối với micro đọc phát thanh hoặc mở đài rồi đưa micro vào để phát ra tiếng, nên chất lượng âm thanh không tốt. Số lượng loa nén không nhiều và cũ nên du khách ở xa thì không nghe rõ mà người ở gần thì chói tai. Hệ thống loa lỗi thời nên không có khả năng phát nhạc nền. Hãy đặt mình vào vị trí của du khách và thử trải nghiệm một hệ thống âm thanh thông báo hiện đại, tiện ích tại các điểm du lịch. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.